chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Giống với việc những rapper chia ra làm mainstream và underground, hay nước hoa thì sẽ có nước hoa của designer và nước hoa của niche. Thực sự thú vị khi keycap cũng có sự phân nhánh của riêng mình. Sự phân nhánh giữa các mẫu keycap bình phàm có thể gặp ở mọi nơi và một thế giới của những tác phẩm nghệ thuật với tên gọi là keycap artisan. Góc nhìn về keycap artisan, về bản chất thì keycap artisan cũng chỉ là những mẫu keycap dùng để gắn lên bàn phím cơ. Vậy điều gì làm nên giá trị của keycap artisan? Keycap artisan có giá trị bởi quá trình tạo ra chúng thực sự xứng tầm với việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Keycap artisan được tạo ra một cách hoàn toàn thủ công. Và cũng chính bởi, ngoài việc là thứ kế thừa toàn bộ sự sáng tạo, gu thẩm mỹ hay là tay nghề xuất sắc của những người nghệ nhân tạo ra chúng, mỗi chiếc keycap artisan đều sở hữu cho mình ít nhiều một nét độc nhất, không bắt gặp ở bất cứ một mẫu artisan nào. Thêm một yếu tố nữa góp phần không nhỏ trong việc khẳng định giá trị của những mẫu keycap artisan phải kể tới, đó chính là tính giới hạn và tính độc quyền. Mỗi mẫu keycap artisan thực thụ đều có số lượng giới hạn và có thể được đánh số thứ tự một cách cụ thể. Đó là còn chưa kể những mẫu keycap artisan độc quyền với giá thành siêu đắt đỏ. Cách chơi keycap artisan giật title một chút chứ đâu có ai có thể áp đặt được người khác về góc nhìn hay là cách chơi của một tác phẩm nghệ thuật như keycap artisan, đúng không? Điểm chung duy nhất mà chúng ta cùng có đó chính là việc đều đã bị những chiếc nút nhựa này mê hoặc. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng keycap artisan cho những mục đích gì? Chắc chắn rồi, đã là keycap thì tất nhiên việc đầu tiên là có thể gắn chúng vào những chiếc bàn phím cơ. Thêm vào đó, keycap artisan có thể dùng cho cả tỷ thứ mục đích như là sưu tầm, tạo cảm giác bấm tốt hơn, tô điểm cho chiếc bàn phím, hoặc đơn giản chỉ có thể là ngắm cho đẹp. ASCII Universe, trong thế giới artisan keycap, ASCII Universe hay gọi tắt là ASCII là một trong những cái tên tiêu biểu tại Việt Nam và cả trên thế giới. Xuất hiện từ rất sớm vào năm 2017, các tác phẩm của ASCII ngoài tô điểm cho bàn phím cơ, nó còn gửi gắm đến niềm đam mê bộ môn trên bàn phím của các thành viên của team. Đúng theo triết lý Ask at your fingertip, dịch có thể là nghệ thuật trên đầu ngón tay, các artisan keycap của ASCII đều là những tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay của những nghệ nhân gửi gắm đến người dùng. Triết lý này cũng được thể hiện qua việc các công đoạn đều là những nỗ lực của bàn tay con người, từ việc nặn khuôn, pha màu cho đến cast hay là xử lý resin. Chính tay nghề, sức sáng tạo và sự ám ảnh mãnh liệt với chất lượng đã tạo nên một ASCII Universe ở thời điểm hiện tại. Tất cả những điều mà những nghệ nhân ở đây mong muốn chính là sự hài lòng cũng như hân hoan của collector khi cầm ASCII trên tay, hình ảnh các con phím có thể gắn artisan. Nào, giờ thì hãy cùng mình xem một chút hình ảnh về keycap artisan nhé!